Rất nhiều người đặt cho Hải Yến những cái câu hỏi, đó chính là trong suốt cả một cái chặng đường Hải Yến đi qua, trong suốt cuộc đời của Hải Yến, cái điều mà làm cho Hải Yến hối hận nhất, nuối tiếc nhất đó chính là điều gì? Yến không ngần ngại để chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, đó chính là cái sự vô tâm của bản thân Hải Yến. Ở một cái quãng thời gian nào đó thì chúng ta bỗng dưng trở nên vô tình, dửng dưng với những người xung quanh, dửng dưng với công việc, dửng dưng với những cái mối quan hệ tình cảm mà thực sự ở tại thời điểm đó nó vô cùng quan trọng đối với bản thân mình. Và quý vị biết không, cũng giống như trên một chuyến tàu vậy, khi chúng ta đi qua một cái trạm dừng chân nào đó, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, chúng ta có thể bỏ lỡ trạm đó, không xuống tham quan, nhưng vẫn có thể mua lại cái vé tàu đó để đi tham quan lại cái chỗ chúng ta muốn đến. Nhưng với chuyến tàu của cuộc đời, tôi chắc chắn với quý vị rằng là chúng ta sẽ không thể nào làm lại cái điều đó. Vì mỗi một người đi qua, mỗi một câu chuyện đi qua, một cảm xúc đi qua, nó đều lại để lại cho chúng ta những cái sự tiếc nuối nếu như ở tại thời điểm đó chúng ta không trân trọng nó. Và bản thân Yến là một người phụ nữ và cũng đã từng là một cô gái. Yến không mong muốn có bất cứ một cô gái nào đó hoặc một chàng trai nào đó sẽ phải nói ra câu vô tình em để mất anh bao giờ, hoặc vô tình anh để mất em bao giờ. Trôi qua vô tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà anh âm thầm, chờ mùa thu đi qua đây gửi lại chút nắng ấm áp, vô tình tôi để mất anh lâu rồi. Qua đây qua đây, rồi lại chút nắng lấp loá, đóa từng vi bên nhà ai nở muộn. Mùa thu em đi qua đây, để lại trước là heo úa, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ. Mai có về tình tôi đã vàng chưa, anh có buồn đồng tình tôi đây. Trôi qua vô tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em, chờ mùa thu đi qua đây gửi lại chút nắng ấm áp, vô tình anh để mất em lâu rồi. Mai có thể tình tôi đã vàng chưa, anh có buồn đồng tình tôi đây. Mai có sẽ qua xuân ngày bên trời, giờ đông giờ sẽ